Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài tương lai, dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau. Tiến lên phía trước cùng số 8 hùng hậu. Nay mày sai thì ngày mai làm lại, đừng nghĩ thất bại thì anh em bỏ rơi. Nếu mày xa cơ thì đưa tay đi tao nắm, 8 người chúng ta cùng nhau bước tiếp không rời. Và bọn tao là anh em tốt, chơi không kiên cử không bao giờ lìa. Vì chữ tin, vì chữ nghĩa, ổ bánh mì chay bọn tao cũng chia. Người ta nói con sói mạnh nhất là chỉ khi nó đi theo một đàn, còn hero bọn tao mạnh nhất là khi 8 người theo cùng một đảng. Anh em chơi là không giả dối, thương nhau nhiều ổ bánh chia đôi, sẽ cùng nhau bước lên chiến thắng. Anh em cố gắng chẳng ngại sẽ sâu.